BBTV Podcast. Thưa quý vị, thị trường bất động sản vẫn luôn là mảnh đất màu mỡ bởi nó có giá trị lớn. Do vậy, việc lừa đảo bằng hình thức làm giấy tờ giả, mà cụ thể ở đây là sổ đỏ, vẫn được nhiều đối tượng khai thác. Vậy cụ thể phương thức thủ đoạn của các đối tượng ra sao? Người dân cần lưu ý những gì khi giao dịch loại hình dịch vụ này? Tất cả những thông tin này sẽ có trong podcast Câu chuyện cảnh giác của BBTV hôm nay. Hữu Trung và Mỹ Duyên rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sổ đỏ giả là vấn nạn ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của người dân, gây hoang mang dư luận xã hội. Nhận định về diễn biến tình trạng sử dụng sổ đỏ giả nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, Trung tá Tiến sĩ Đỗ Thị Phương Thanh, Khoa Cảnh sát điều tra, Học viện Cảnh sát Nhân dân chia sẻ. Thời gian qua, các phương tiện thông tin đại chúng đã liên tục đưa tin về các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách sử dụng sổ đỏ giả, cũng như là việc các cơ quan chức năng bóc gỡ, triệt phá các đường dây làm giả sổ đỏ, giấy tờ với giá rất rẻ. Đặc biệt là các loại giấy tờ giả này rất tinh vi và giống thật đến mức những người có chuyên môn và kinh nghiệm cũng khó có thể phân biệt được. Do đó, nhiều đối tượng đã thực hiện chót lọt hành vi phạm tội bằng cách sử dụng các loại sổ đỏ giả trên, chiếm đoạt nhiều tài sản. Những vụ việc này đã gây thiệt hại rất lớn đến tài sản của người dân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự cũng như lòng tin của nhân dân đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật. Theo Trung tá Tiến sĩ Đỗ Thị Phương Thanh, Khoa Cảnh sát điều tra, Học viện Cảnh sát Nhân dân, việc làm giả giấy tờ tài liệu để thực hiện tội phạm không phải là thủ đoạn mới. Tuy nhiên, thời gian gần đây, thủ đoạn sử dụng sổ đỏ giả để thực hiện tội phạm có xu hướng gia tăng nhanh và trở nên phức tạp hơn, thủ đoạn tinh vi hơn và gây hậu quả nghiêm trọng hơn. Để xảy ra tình trạng này, Trung tá Tiến sĩ Phương Thanh khẳng định có nhiều nguyên nhân. Hiện nay thì cái vấn đề liên quan đến giao dịch bất động sản ở trên trong xã hội thì cũng diễn ra rất là phổ biến. Thế nhưng mà có rất nhiều những cái đối tượng mà liên quan đến lĩnh vực bất động sản thì cũng lợi dụng cái mạng xã hội để tiến hành các cái hoạt động liên quan đến trao đổi, buôn bán. Và các cái thủ đoạn của đối tượng này thì có nhiều cái hình thức khác nhau. Thì để đánh giá về cái thực trạng liên quan đến quá trình trao đổi, mua bán này thì chúng ta cần phải xét ở rất nhiều những cái khía cạnh khác nhau. Nó liên quan đến cái nhu cầu ở trong đời sống xã hội. Và cái thứ hai nữa là liên quan đến tính cách của những người thực hiện các hoạt động giao dịch. Và vấn đề thứ ba nữa là hiểu biết của những người này tại cái thời điểm đó để thực hiện các hoạt động giao dịch đó. Hiện nay thì nhiều người dân chụp ảnh sổ đỏ đăng bán trên các trang mạng xã hội. Trung tá Phương Thanh, Học viện Cảnh sát Nhân dân khẳng định rằng sự sơ hở, mất cảnh giác chủ quan của người dân là một yếu tố rất quan trọng dẫn đến tình trạng này. Thực tế cho thấy có rất nhiều người dân không có ý thức bảo vệ thông tin cá nhân. Họ rất dễ dàng chụp giấy tờ tùy thân hoặc giấy tờ khác liên quan đến mình gửi cho người không quen biết khi họ yêu cầu hoặc úp lên các trang mạng xã hội. Họ không ý thức được rằng đây là một nguy cơ rất lớn. Bởi những thông tin này là thông tin cá nhân. Khi các đối tượng khác lấy được thông tin đó, họ có thể sử dụng để thực hiện những hành vi phạm tội hoặc những hành vi khác ảnh hưởng cá nhân đến những người chủ giấy tờ cá nhân đó. Vâng, như chúng ta cũng đều biết là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là sổ đỏ là loại giấy tờ thường được người dân sử dụng để thực hiện các giao dịch mua bán đất hay là các hợp đồng kinh tế khác có liên quan. Tuy nhiên thì nhiều người dân đã mất cảnh giác để cho các đối tượng lợi dụng việc này làm giả hoặc là sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn là các đối tượng làm sổ đỏ giả có nội dung giống như sổ đỏ thật. Những sổ giả này được các đối tượng thu thập thông tin qua mạng xã hội, trung tâm giao dịch bất động sản hoặc là lợi dụng việc tiếp xúc giao dịch với người dân để sao chép lại, sau đó làm giả. Nói cụ thể hơn về thủ đoạn và bọn tội phạm sử dụng, Trung tá Tiến sĩ Đỗ Thị Phương Thanh, Khoa Cảnh sát điều tra, Học viện Cảnh sát Nhân dân cho hay. Phương thức thủ đoạn chung của các cái đối tượng thực hiện các cái hành vi liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng liên quan đến lĩnh vực bất động sản. Đó là cái thứ nhất là các cái đối tượng sẽ chuẩn bị về các cái giấy tờ giả mạo tại cái thời điểm đó. Thứ hai nữa là các cái đối tượng có thể sử dụng các cái thủ đoạn là thêm thắt cái tên của mình, tên trong thực tế của mình vào những cái sổ giả để thực hiện các hoạt động giao dịch, làm cơ sở tin cậy cho các cái nạn nhân tại cái thời điểm đó. Vấn đề thứ ba nữa là các cái giấy tờ của các cái đối tượng tại cái thời điểm đó là cũng có thể là chuyển đổi sang một cái tên của một người khác. Nhưng số chứng minh nhân dân rồi những cái giấy tờ đó thì có thể là giữ nguyên hoặc là bằng các cái hình thức hoán đổi để che giấu được cái thân phận của mình tại cái thời điểm đó. Vấn đề thứ tư nữa là quá trình giao dịch về mặt tài sản
thì các cái đối tượng có thể sử dụng bằng cái nhiều hình thức khác nhau thông qua các khâu trung gian. Cũng theo Trung tá Tiến sĩ Đỗ Thị Phương Thanh, các đối tượng còn sử dụng phương thức giả làm người mua đất để tiếp xúc với chủ đất, chụp hình sổ đỏ và giấy tờ tùy thân, sau đó làm giả sổ đỏ thông qua nhiều đối tượng khác để thực hiện giao dịch rồi chiếm đoạt tài sản, hoặc là lợi dụng việc giao dịch tách thửa, cầm cố sổ đỏ của người dân và cấu kết với nhân viên phòng công chứng làm giả giấy tờ liên quan để bán cho người khác thu tiền bất chính. Đối tượng lừa đảo còn móc nối với một số cán bộ nhà nước biến chất làm giả sổ đỏ và các giấy tờ khác để giao dịch, hòng chiếm đoạt tài sản, lợi dụng các quan hệ quen biết với nạn nhân để làm giả sổ đỏ, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, rồi thu tiền hoa hồng hoặc làm giả sổ đỏ để giao bán trên mạng xã hội. Theo Trung tá Tiến sĩ Đỗ Thị Phương Thanh, đối tượng phạm tội luôn tìm ra các thủ đoạn mới để thực hiện hành vi phạm tội. Và các hình thức trên chưa phải là tất cả các hành vi của đối tượng. Do vậy, trong tương lai, có thể hình thành nên các thủ đoạn khác mà chúng ta cần nghiên cứu để tránh có thể trở thành nạn nhân của chúng. Thời gian qua, lợi dụng sức nóng của thị trường nhà đất trên cả nước xảy ra nhiều vụ việc các đối tượng sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sổ đỏ giả để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, thu lợi trái phép nhiều tỷ đồng. Điển hình mới đây, ngày 9 tháng 9 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Vinh Sơn để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của Sơn là nổ có nhiều mối quan hệ với cơ quan chức năng, có khả năng chuyển đổi nhiều loại đất ở phường Hòa Thọ Tây thành đất ở. Vì tin đời của Sơn, có hai người dân ở tổ 8, phường Hòa Thọ Tây đến nhờ làm thủ tục chuyển đổi đất và đã giao cho Sơn số tiền 465 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Sơn lên mạng Internet liên hệ đặt làm giả sổ đỏ để giao cho bị hại. Điều đáng nói là ngay khi thông tin Sơn bị bắt giữ và được cơ quan cảnh sát điều tra, công an quận Cẩm Lệ thông báo phương thức thủ đoạn trên chuyên đề công an thành phố Đà Nẵng, có thêm 4 bị hại đến tố cáo Sơn chiếm đoạt số tiền gần 3 tỷ đồng. Theo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Cẩm Lệ, tổng số tiền Trần Vinh Sơn đã thực hiện chiếm đoạt của 6 bị hại là 3,28 tỷ đồng. Qua khám xét khẩn cấp chỗ ở của Sơn, Cơ quan Điều tra đã thu giữ được 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sơn khai nhận đặt làm giả và thu giữ các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khác của các bị hại đã đưa cho Sơn. Hành vi của Trần Vinh Sơn đã phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng hoàn tất kết quả điều tra ban đầu, chuyển vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo thẩm quyền. Theo Cơ quan Công an, một số địa phương vừa triệt xóa được các đường dây làm sổ đỏ giả. Sở dĩ hoạt động phạm tội này ngày càng diễn ra nhiều là do giấy tờ giả hiện nay được làm rất dễ dàng. Bất cứ ai cũng có thể đặt làm sổ đỏ giả qua lời giới thiệu, chào mời trên các trang web hay là mạng xã hội. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay trên Internet có rất nhiều website công khai nhận làm các loại giấy tờ, đặc biệt là sổ đỏ. Trên website làm sổ hồng đăng quảng cáo nhận làm sổ hồng, sổ đỏ, sổ tiết kiệm, sổ hộ khẩu, phôi thật tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, toàn quốc giá rẻ với cam kết phôi thật tem chuẩn chính xác từ phông chữ đến kích cỡ, chữ ký sống 100%. Một số công chứng viên cũng cho biết là không chỉ sổ đỏ giả được làm sống thật, mà ngay cả các loại giấy tờ tùy thân đi kèm để thực hiện hành vi lừa đảo cũng được các đối tượng làm giả một cách hết sức tinh vi. Các hành vi này ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của các văn phòng công chứng, khiến cho người dân cảm thấy lo lắng khi giao dịch mua bán tài sản. Với công chứng viên, nếu không may thực hiện công chứng đối với giấy tờ giả, có thể sẽ đối mặt với nguy cơ phải bồi thường, thậm chí là bị xử lý hình sự. Theo Điều 12 Nghị định số 67 ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, đối với hành vi cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật, sử dụng giấy tờ văn bản giả mạo để được công chứng hợp đồng giao dịch, bản dịch sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 7 triệu đồng, phạt tiền từ 7 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi làm giả giấy tờ, văn bản hoặc giả mạo, thuê hoặc nhờ người khác giả mạo người yêu cầu công chứng để được công chứng hợp đồng giao dịch, làm giả giấy tờ, văn bản để được công chứng bản dịch. Theo luật sư Nguyễn Văn Tú, công ty luật Fancy, trên phương diện pháp lý, hành vi của các đối tượng sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thực hiện các giao dịch mua bán có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người mà đã biết cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nó là giả, nhưng vẫn sử dụng cái tài sản này để đi thế chấp với cơ quan tổ chức tín dụng nhằm chiếm đoạt được một cái khoản tiền cho vay nào đó, thì hành vi này là hành vi lừa đảo.
Theo đó, hành vi sử dụng giấy tờ giả để chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Hình phạt cao nhất dành cho hành vi này là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Bên cạnh đó, hành vi làm giả giấy tờ còn có thể bị xử lý hình sự về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Căn cứ vào Điều 341 Bộ Luật Hình sự, mức phạt cao nhất cho hành vi này là phạt tù từ 3 đến 7 năm. Vì vậy, để có thể hạn chế thiệt hại và chủ động tránh hành vi phạm tội này, theo Trung tá Tiến sĩ Đỗ Thị Phương Thanh, người dân cần phải chủ động tìm hiểu thông tin về các thủ đoạn mới của các loại tội phạm nói chung và lừa đảo nói riêng. Thứ nhất là nếu chúng ta là người có nhu cầu thực sự trong cái vấn đề mà giao dịch bất động sản đó, thì chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ càng. Tìm hiểu ở đây liên quan đến cái giấy sổ đỏ tại thời điểm chúng ta tiến hành giao dịch. Bởi vì sổ đỏ này là cơ quan nhà nước tiến hành ban hành, thì ngay cả cái chất liệu giấy, ngay cả cái việc mực in như thế nào thì nó đã khác hoàn toàn so với lại cái giấy tờ giả. Thứ hai nữa là chúng ta cũng cần phải tìm hiểu về nhân thân của người bán. Thứ ba nữa là trong cái quá trình thực hiện các hoạt động giao dịch, thì cái người đi mua có thể là yêu cầu đối lại người bán tại cái thời điểm đấy các cái giấy tờ, tài liệu minh chứng. Ví dụ căn cứ vào cái sổ đỏ thì chúng ta cũng có những cái sổ mà liên quan đến xác định về cái thửa đất, nhà đất, sơ đồ, để chúng ta có những căn cứ để xác định hai cái sổ này nó có trùng khớp với nhau hay không. Với những người mà có nhu cầu về bán bất động sản của mình mà muốn thông qua những cái kênh, ví dụ như là kênh môi giới, thì trong những cái trường hợp này thì chúng ta cũng không nên đưa những cái sổ được xác định là sổ chính, có thể đưa bản photo và thực hiện các hoạt động giao dịch thì sẽ phải căn cứ vào cái người mua tại cái thời điểm đó đối với bản thân mình. Cùng với đó, mỗi người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không nhẹ dạ cả tin, không hám lợi trong các giao dịch nói chung và giao dịch đất đai nói riêng. Khi tiếp nhận các giao dịch có liên quan đến các giấy tờ có giá trị như là sổ đỏ thì cần có sự cảnh giác, kiểm tra kỹ, kiểm tra chéo qua các nguồn khác, có biện pháp bảo đảm bí mật an toàn thông tin cá nhân, nhất là các loại giấy tờ tùy thân, các loại giấy tờ có giá trị, không tùy tiện gửi các thông tin đó cho người khác hoặc là đăng tải trên mạng xã hội để tránh bị các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt khi phát hiện có các biểu hiện bất thường trong quá trình giao dịch đất đai hoặc là nghi ngờ sổ đỏ, giấy tờ khác bị làm giả, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý, ngăn chặn. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.